Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện. Thần thông trên cung trời Đao Lợi. Phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này: một thợ nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thanh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trưởng hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể kính bàn để điều phục chúng sinh căng cường, làm cho chúng đó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại, vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất cả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại nói ra thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà cũng có nước phương khác cũng đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiếu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiếu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sinh, trời Phước Ái, trời Quang Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thú La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng với chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cũng có nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông tròn, thần núi ma, thần chu ngày, thần chu đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chu ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cũng có nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai loạn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại kính quỷ vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác đều đến cung trời nay đều đến cung trời Đao Lợi họp như thế, ông có biết là số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con trong nghìn kiếp cũng không biết được là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: để ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thời kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tiên nhận liền. Còn hàng thiệu quả thanh văn trời dòng tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, giàu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, giờ cho con lệnh vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cũng mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành thiệu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, che lau, đá núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong một sông Hằng, một hạt cát là một cõi nước, thì trong một cõi nước có một hạt bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đang làm kiếp cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Đó là những thứ ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật này. Văn Thù Sư Lợi, ai thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về thời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe được danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khen ngợi, hoặc là chiêm ngưỡng vái lại, hoặc là xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh đến cõi trời Đao Lợi vĩnh viễn, chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trương Giả Tử phát nguyện: này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm vị Trương Giả Tử, lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Văn Tấn, Cô Túc Văn Hạnh, Như Lai. Trương Giả Tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, và bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Văn Tấn, Cô Túc Văn Hạnh, Như Lai bảo Trương Giả Tử rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu dài độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, Trương Giả Tử nghe nói xong liền phát nguyện rằng: từ nay đến tột số chẳng thể kế xuất ở đời sau, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi trước Đức Phật Sư Tử Văn Tấn, Cô Túc Văn Hạnh, Như Lai ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trong nghìn muôn nước vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát.
Bà La Môn Nữ cứu mẹ, lại thọ bất khả thương nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra đời, gọi là Giác Hoa Đệ Tử Tại Vương Như Lai. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng bà La Môn. Người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh lễ khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thời ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sinh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hắn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa cục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ lúc còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thanh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Đệ Tử Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Đệ Tử Tại Vương đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thanh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kinh ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác độ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đã bạch hỏi Phật chắc thế nào không rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thanh nữ buồn tủi rơi lệ chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đừng khóc, kia thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thắc sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội ân thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo. Thanh nữ nghe nói xong liền té sụp xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi mong Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thắc sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thanh nữ rằng: cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghỉ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thắc sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thu dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy dạo bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, mặc nhiều mắt nhiều tai nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn rừng gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại trục bắt người tội, túm cọc đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ những sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu anh tiếp hỏi thanh nữ rằng: hai thầy Bồ Tát ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thanh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong ngươi thiết vi có địa ngục, phải ai có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng: nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức khoai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng với các thu dữ. Vô Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề, mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu bớt khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm thấy bao khổ nơi địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này, cách biển này mới muốn do toàn thể phía đông là có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó là có một cái biển nữa, những sự thống khổ trong đó lại càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thanh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng: trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc cái đó 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc cái nữa có đến 1000 cũng đầy không lường sự thống khổ. Thanh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng: thân mẫu của tôi vừa mới mất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Vô Độc hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống cần làm những nghiệp gì? Thanh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thanh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thanh nữ rằng: xin thanh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa, tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Đệ Tử Tại Vương, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặc thác sinh cả. Nói xong quỷ vương chắp tay chào thanh nữ mà cáo lui. Lúc đó thanh nữ dường chiêm bao trật tĩnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Đệ Tử Tại Vương mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai những chúng sinh nào mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thanh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy.
Sam-mo-di-so-ha-ma.